À, thì như các em đang quan sát thấy thì à, đây là cái bài đầu tiên là cũng là cái skill đầu tiên của thầy về phương pháp xác định đồng phân siêu nhanh à, một số bạn học của thầy thì các bạn đã biết rồi còn một số bạn thì đa số là các bạn đều chưa biết nhá thế thì bây giờ này bây giờ này tất cả các bạn cùng chú ý và cùng để ý vào cái buổi học ngày hôm nay và thực hiện đúng theo những gì thầy hướng dẫn thì đảm bảo là sau cái buổi học ngày hôm nay thì cái phần phương pháp này nó sẽ chui ở bên trong đầu của các em nhá, thế bây giờ mình có này hai phần ạ à. phần thứ nhất là xây dựng phương pháp thì bây giờ các bạn sẽ cùng trả lời cho thầy xem nào đấy các bạn hãy làm các bạn hãy nhắc xem nào bài tập số 1 này là đề bài yêu cầu là xác định đồng phân của c 3 h 8 ok ạ à. c 3 h 8 có bao nhiêu đồng phân ạ à? ok cảm ơn quốc nam quốc nam ví dụ như an can thì chỉ có liên kết đơn thì quy về rồi 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 ok quốc nam làm ổn đấy nhưng mà nó vẫn chưa nhanh cách của thầy có nhanh hơn nào bài tập số 1 ạ à. xác định đồng phân của c 3 h 8 các bạn các bạn cùng 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 làm cho thầy xem nào C3H8 có bao nhiêu đồng phân ạ à? thế thì vậy thì trước khi tìm đồng phân của một anh ấy thì chúng ta đều phải suy luận được rằng là gì ạ c ba tám là gì thì c ba tám đây là công thức của anh nào an can đúng không ạ c ba tám là công thức của an can ok chưa thế thì với công thức của an can thì chúng ta lưu ý cho thầy là đồng phân của an can thì nó chỉ có đồng phân mạch carbon thôi Vậy suy ra này C38 này Chỉ có một đồng phấn Duy nhất Đúng không ạ? Ôi Tiếp quá chưa bạn nào comment đúng Bởi vì là chưa bạn nào comment Buồn thế nhờ Vậy suy ạ C38 là chỉ có một đồng phấn Ok Thế các bạn cùng thử làm cho thầy tiếp xem nào C4H10 thì sao? Đây là chúng ta đang ôn lại Ok cảm ơn Quốc Nam Thầy đã nhìn thấy đáp án của Quốc Nam rồi. À, đây là chúng ta đang ôn lại chương trình lớp 11 nhé coi như là một lần nữa thầy làm chắc lại gốc cho tất cả các bạn và các em Đấy, để mà làm sao để mà chúng ta có cái nền tảng để chúng ta học sang chương trình lớp 12 không sợ mất gốc nữa nhưng mà nào mà mất gốc lớp 11 rồi thì yên tâm học xong cái buổi này thì hoàn toàn chúng ta có thể học được sang chương trình lớp 12 không lo sợ gì hết nhé còn những bạn nào mà đã có gốc lớp 11 rồi thì hôm nay đây là một cái phương pháp mà nếu em không xem em sẽ nuối tiếc cả cuộc đời nếu em không xem em sẽ nuối tiếc cặp đời Và em nên xem lại buổi học này Bởi vì nó sẽ giúp ích cho em đến tận 5 lớp 12 Ok, thì nhìn thấy đáp án của bạn là Duy Nam Bạn Trọng Hiếu Bạn Lan Và bạn Phạm Khánh Linh Cả 4 bạn đều chọn là đáp án đúng là đáp án A Ok, chúng ta cùng nhìn nhá Xem nào oh, Cảm ơn bạn Kim Tuyến nha Kim Tuyến đã tác các bạn vào đây à, Mình có C4H10 tương tự Thì nó cũng là thuộc dạng Thuộc dạng gì ạ? Thuộc dạng CNH2N H2N cộng 2 thì đây nó vẫn là an can vậy tương tự như vậy là C4H10 là có bao nhiêu đồng phân an can thế thì đồng phân an can thì C4H10 thì nó sẽ có mạch chính là 4 cộng 0 4 cộng 0 ạ à. và 3 cộng 1 ạ à. đúng không vậy C4H10 của chúng ta có hai mạch chính hay nói cách khác là nó có hai đồng phân quá dễ đúng không các bạn bảo là các bạn giải cái này quá dễ nhưng mà phần hay nó nằm ở phía sau cơ phần hay nó nằm ở phía sau các em ạ Thế nào đây 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 chỉ là khởi động thôi bài tập xác định số đồng phân bài tập xác định số đồng phân câu số 3 à bạn nguyễn văn long bạn ấy bảo là bạn ấy nhớ được cách này rồi ok đúng rồi đấy nào xác định số đồng phân của c 5 h 12 hai đây 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 thầy nhìn thấy rồi đây bạn lan là 3 b trần duy nam cũng 3 b bạn lan này lan có thể chia sẻ cho thầy xem là cái cách em làm là câu này làm sao em làm được chọn được 3 b không đây chuẩn di nam 3b đây phạm khánh linh 3b đây rồi làm câu này là auto có người yêu luôn ok lê trọng hiếu này mai phương này doan nhân này ok em ngày hôm nay nhá chúng ta đang ôn lại các phương pháp tìm đồng phân nhưng sau đó thầy sẽ dạy chúng ta một skill tìm đồng phân bá đạo mà tìm được hầu hết tất cả mọi loại đồng phân quý nhá Đấy ạ à, đa số các bạn đều chọn 3B thì tương tự như vậy thì mình cũng biết anh C5H12 này này nó lại ngăn can. nên nó sẽ có mạch chính là mạch chỉ có mạch carbon thôi Bởi vì sẽ có là 5 cộng 0 là mạch chính có 5 carbon này Đúng chưa? 4 cộng 1 này là mạch chính Đây có 4 carbon và một nhánh này Và 3 cộng 1 cộng 1 Đây là mạch chính có 3 carbon và hai nhánh có một carbon Ok, đấy chính xác Đây bạn Nguyễn Vân Long trả lời rất đúng luôn Đây 5 cộng 0 này 4 cộng 1 này Và 3 cộng 1 cộng 1 Nhá, đây 5 4 cộng 1 và 3 cộng 1 cộng 1. Ok nhá. Thì cái này nó lại dễ rồi, đúng không? Bắt đầu sự thay đổi nó đến từ bài tập số 4. Xác định số đồng phân ancol ạ. À. Ở đây thầy đã để ý thầy cho chúng ta từ ancol mà thầy gạch chân đây rồi. Đây đây đây. Số đồng phân ancol của C3H7OH. Thế giờ thầy muốn hỏi các bạn là các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay thì các bạn tìm đồng phân ancol theo phương pháp nào? vừa nãy chúng ta tìm đồng phân ăn can thì ông pháp biết hết ra rồi vậy bây giờ chúng ta tìm đồng phân ăn côn như phương pháp này các bạn có thể, comment, có thể chia sẻ cho thầy biết được không ạ là các bạn tìm đồng phân ăn côn theo phương pháp nào không? chúng ta chuẩn bị đến cái phần hay nhất của buổi học ngày hôm nay rồi và sau khi làm xong chuỗi chín cái này đấy, sau khi làm xong chín cái này thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ sẽ cực kỳ khủng phần đồng phân và chúng ta sẽ có một cái gọi là một cái à, tư duy khác về đồng phân chúng ta không còn sợ cái câu về đồng phân nữa Ok thầy nhìn thấy cách của bạn là Quốc Nam rồi nhá à, Các em nhớ like, share và chia sẻ lại buổi học này lại về tường Và tác các bạn vào đây giúp thầy nhá Bởi vì đây là một buổi học free và nó cực kỳ hay Và chúng ta sẽ học một cái phương pháp cực kỳ đặc biệt mà khiến cho các em nhớ mãi về sau okay. Đây, bạn là Nam bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy vẽ mạch ra xem Nó đối xứng ra sao rồi thế nhóm hát vào ok rất là tốt Cái cách này rất là hay À, bạn Lan thì là di chuyển nhánh OH trên mạch chính chính xác đây cũng là một cách rất hay và hai cách này cũng là hai cách mà thầy dạy à, đa số tất cả các bạn học lớp 11 của thầy để các bạn tư duy về mặt đồng phân nhưng rất tiếc hai cách của bạn Duy Nam và bạn Lan chưa phải là cách duy nhất các em có tin không các bạn học thầy qua một cái buổi thôi về tìm đồng phân thôi Ủa? là bạn có thể đọc được luôn C3H7OH có bao nhiêu đồng phân mà không phải viết đấy là điều chúng này của hướng tới ấy. Và đấy là điều chúng ta hướng tới trong chỉ trong 10 giây, 30 giây làm sao chúng ta có thể tìm được mọi loại đồng phần. Đúng không ạ? Thì đây mới là điều chúng ta hướng tới nha. Nào các bạn cùng thế bây giờ chúng ta cùng làm bài giải bài tập số 4 đi ạ. Các em hãy sử dụng phương pháp giải của các em. Các em hãy sử dụng phương pháp giải của các em để xác định xem là C3H7 có bao nhiêu đồng phần. À đây có bạn là uh, Trương Văn Quân bạn bảo là dùng công thức tính nhanh. Ờ nhưng mà lại không phải dùng công thức tính nhanh bởi vì như ở đầu buổi thầy đã phân tích rồi nếu chúng ta sử dụng công thức tính nhanh thì chúng ta sẽ bị làm sao ạ, chúng ta sẽ bị cực kỳ dễ bị sai lầm bởi vì phải thuộc có quá nhiều công thức. Ok, đây bạn lan đây rồi, lan bạn sẽ chọn là 4A. Còn bạn nào comment đáp án nó không ạ? Ok ạ, đây là một phương pháp cực kỳ hay nhưng chúng ta chưa đến phương pháp đâu, chúng ta vẫn đang đi ôn lại thôi ạ. À thầy gợi ý này, C3H7OH này nó là ancol, no và đơn đúng không các em? Đúng không? Nó là ancol no và đơn. Bởi vì nó là ancol no đơn nên nó sẽ có đồng phân mạch carbon. Đúng không? Và đồng phân vị trí nhóm OH. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định đồng phân mạch carbon này. Đồng phân mạch carbon thì mạch C3 thì chỉ có một mạch duy nhất. Đúng không ạ? Và do C3 này chỉ có một mạch duy nhất thôi Nên bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đi xác định đến vị trí điền của nhóm OH Vị trí điền của nhóm OH Xem nhóm OH này điền vào đâu Thế thì chúng ta muốn biết được vị trí nhóm OH điền đâu Thì bây giờ mình phải xác định trục đối xứng À đúng không ạ Vậy ở đây có trục đối xứng nhá Một trục đối xứng này Có nghĩa là nhóm OH mà điền vào vị trí này Hay điền vị trí này là giống nhau và các vị trí giống nhau thì mình điền số giống nhau được không ạ vậy ở đây vị trí này là vị trí số 1 vị trí này là vị trí số 2 giống nhau chưa có đi không phải là vị trí số 2 đâu đây vẫn là một thôi nó phải giống nhau cơ mà một ạ thế còn anh này là khác anh còn lại đúng không thì mình đánh số hai được không ạ vậy suy ra suy ra đấy chúng ta thấy là bạn ánh nguyễn trả lời rất là đúng, bạn Quốc Nam trả lời đúng, 4 đáp án đúng chúng ta là 4. đây số đồng phân ancol. Nhưng đây vẫn chưa phải là nhanh. Đúng không? Đây vẫn là một phương pháp giải bình thường và tất cả các bạn đều biết. Phương pháp thầy nhanh của thầy như nào? Thầy đang ở đây đang là cái phần mà chứng minh phương pháp nhá. Và cái phương pháp này nó nó chỉ thực sự thuộc với bọn em khi và khi và chỉ khi bọn em làm theo những gì thầy nói và chúng ta sẽ nhận được một điều đặc biệt chúng ta sẽ nhận ra điều đặc biệt ở bài tập số 9 cơ còn đây chúng ta đang ở bài tập số 5 tương tự nào C4H9OH có bao nhiêu đồng phân ancol ở đây thì đã rất là tinh ý thầy để, để cho là bao nhiêu đồng phân ancol ạ nào các bạn cùng comment ạ ừ, Nam ở à, ừ, đúng rồi thầy 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 chắc chắn thầy sẽ chỉ phương pháp tính nhanh nhưng mà chúng ta phải làm làm mấy câu này đã để chúng ta hiểu được đã chúng ta phải làm được và chúng ta hiểu và sau đó chúng ta sẽ suy đặt được một cái cách giải nhanh ở đây là thầy muốn là vừa dạy mà thầy vừa muốn nói cho các em biết phương pháp dạy nhanh như nào chứ thầy không muốn là ốp vào luôn ốp vào luôn chúng ta sẽ 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 sẽ, sẽ rất là hay quên nhá rất hay quên thầy không muốn là chúng ta học xong buổi hôm nay và chúng ta quên mà thầy muốn là chúng ta học xong buổi hôm nay chúng ta phải nhớ mãi bởi vì thầy đang trao ta một cái phương pháp giải cực kỳ kinh điển và bao nhiêu năm nay học sinh của thầy đều là thực ra thì các bạn cũng không hay để ý chứ còn nếu các bạn để ý thì trên youtube này trên youtube thì cái phương pháp này của thầy đó lấy lên đến 60.000 xem cơ rất là kinh khủng nhưng mà chắc là các bạn đều ít xem YouTube đúng không à, C4H9OH có bao nhiêu đồng phân ạ à, thầy nhìn thấy đáp án của bạn Duy Nam à lúc này lúc này bắt đầu có sự sai khác rồi bạn Ánh Nguyễn là 5B còn bạn Duy Nam là 5G thế còn các bạn khác là đáp án gì ạ các bạn cùng comment đáp án cho thầy giúp được giúp thầy được, được à ok bạn Lan cũng 5G ạ tương tự như vậy chúng ta vẫn có này bước 1 vẽ mạch chính của mạch C4 đây mạch C4 các em nhá có hai mạch chính ok chưa ạ mạch C4 có hai mạch chính. Các bạn đều nhìn rõ nhá. Ba nhiêu đồng phân ăn côn, bây giờ mình đi xác định vị trí điền. Vị trí điền nhóm OH thì anh này có chủ đối xứng này. Đúng không? ạ? Chủ đối xứng của anh này vậy thì OH đính đây là đồng phân số 1 thì đây là đồng phân số 1. Đính đây đồng phân số 2 thì đây là đồng phân số 2. Đúng không ạ? Chúng ta lưu ý cho thầy này. Cái anh mạch ba này của carbon này Thì nó chính là giống như cái quạt trần này, giống như cái quạt trần. Đấy, ba này giống nhau. Có nghĩa ba này giống nhau. Hai vị trí điền của nó y xì như nhau. Đây anh anh số 3 thì đây anh số 3, thì đây anh số 3 và anh này số 4. Vậy hoàn toàn chúng ta suy ra được Vậy hoàn toàn chúng ta suy ra được là anh C4 H9 OH của chúng ta có bao nhiêu đồng phân ạ? À? Có 4 đồng phân các em nhé. Tổng cộng có 4 đồng phân. Ok chưa? Đấy, rất là cảm ơn các bạn. Các bạn làm rất là giỏi đấy. Tuyên Dương bạn Trần Mỹ Diệu bạn... À, Lê Trọng Hiếu, bạn Doan Nhân, bạn Nguyễn Ngọc Thiện, bạn Lan Đấy các bạn đều comment đúng câu này, câu 5 này đáp án D Rất là cảm ơn các bạn đã uh, chia sẻ lại buổi học này Và hãy comment đáp án trong cái buổi học này Bởi vì đây là một buổi học free Và đây là một cái phương pháp mà sẽ khiến cho các em nhân điểm số hóa Và sẽ khiến cho các em không bị sợ bọn đồng phần ST nữa nhá Ok ạ, câu số 6 ạ Nếu Các bạn cùng comment đáp án xem câu số 6 Xác định số đồng phân ăn côn của C5H11OH nếu mà thầy bảo là thầy có một phương pháp nhìn vào c năm h 11 oh nói được luôn số đồng phân thì các em có tin không? Chỉ cần nhìn vào thôi, chỉ cần nhìn vào C5H11OH nói bao nhiêu đồng phân game em có tin không? Nếu tin thì hãy chia sẻ đi ạ. Nếu tin thì hãy chia sẻ lên video này bởi vì đây một phương pháp rất hay, cực kỳ kinh điển. Ok. Đây, cảm ơn bạn là Kim Tuyến này. À, lúc này chúng ta lại nhìn thấy ở câu số 6 có sự sai khác đáp án dự giữa nhau nhé bạn kim à, có một bạn là bạn thiện thì chọn đáp án 6 a còn lại à, ở đâu bạn kim tuyến chọn 6 b còn lại các bạn khác thì đều chọn là 6 a bạn Doan nhân 6 a bạn là kim tuyến à kim tuyến bây giờ sửa lại là 6 a rồi chắc là vừa nãy là gõ nhầm ông kim tuyến gõ nhầm hay là mắt lé này gõ a thành b thì thì hỏi một chút ạ cho thầy hỏi một chút là kim tuyến giải cái câu 6 này theo phương pháp nào kim tuyến giải câu 6 này theo phương pháp nào Ok Lan, ok Hoàng Dũng, Hoàng Dũng chọn B này à, Các bạn có thể comment cái phương pháp giải câu số 6 này của các bạn xuống phía dưới được không ạ? Các bạn giải được phương pháp nào ạ? Để, để, để chúng ta tìm ra một cái phương pháp thú vị và tí nữa so sánh với cái phương pháp của thầy xem phương pháp nào tối ưu hơn phương pháp nào giúp cho các em tiết kiệm thời gian hơn và khủng hơn và chính xác hơn các bạn có thể chia sẻ cho thầy biết không? các bạn sử dụng phương pháp nào tương tự như vậy thì ở đây cái câu à bạn À, kim tuyến bạn nhầm lộn thì nhầm ấy mà ngồi làm bài tập ở nhà mà nhầm đã lộn thì đi thi các em nghĩ xem còn lộn nữa ok bạn thiện sử dụng công thức ok bạn thiện sử dụng công thức nhưng mà cái công thức này của thiện thì chỉ ứng dụng cho áp cho ăn côn được không đúng không, thiện nhưng mà công thức này của em có áp, áp dụng được cho ăn hít câu 7 đó bạn ạ à? à? công thức này của em ứng dụng cho ăn côn là bài số 6 vậy công thức này của em có ứng dụng cho bài số 7 đó có nghĩa là can ứng dụng một loại công thức. Anken ứng dụng một loại công thức. cô ứng dụng một loại công thức. hít lại một loại công thức nữa. Thì có phải là có rất nhiều công thức không? Nó bị loạn không ạ? Các bạn có các bạn có bao giờ bị loạn công thức không? Bạn nào mà bị loạn công thức chấm một cái để thầy biết này. em từng bị loạn công thức tìm đồng phân. Mà cái số lượng tìm đồng phân của lớp 11 chúng ta vẫn còn ít nha, chỉ có can này, anken này, ankin này, ankadien này, benzen này, ancol này, anhidrit này, axit này este đúng không? Thế nhưng mà lên lớp 12 mình có học đồng phân este, đồng phân amin và đồng phân amino acid mà cô. Thế thì nếu mà nhớ quá nhiều công thức trong đầu ấy thì có phải là chúng ta sẽ rất dễ bị nhầm lẫn không? Ok. Bạn Mai Phương bạn ấy hỏi là à, thầy ơi dạy xong cái này thầy có giữ lại video được không ạ? À thầy thầy để lại video nhá, Mai Phương nhá. Bạn Nguyễn Ngọc Thiện bạn bảo là chắc không đâu. Ok. Bạn Quốc Nam vào đây bỏ là không sợ đồng phân đâu. Ok Quốc Nam. Quốc Nam đã học cái bài este chưa? Quốc Nam đã học cái bài este chưa? Chứ các bạn học thầy thì ban đầu tiên đều rất sợ este nhưng sau đó thì hết sợ este luôn. Bây giờ thầy chữa nhá, C5H11OH nhá. Ờ à, C5H11OH thì mình sẽ có là mạch chính là 5 cộng 0 này. Đúng không ạ? 4 cộng 1 này. Và 3 cộng 1 cộng 1 này em nhìn chưa Vậy bây giờ nha chúng ta đi xác định trục đối xứng này 5 cộng không có trục đối xứng này Đánh số này Đánh số carbon giống Đánh số carbon khác nhau đúng không ạ 1 2 3 Vị trí này giống với vị trí số 2 thì đây là 2 Vị trí này giống vị trí số 1 thì đây là 1 Ok Nguyễn Văn Long sao em không thấy comment nhảy Thầy cũng không biết Ở đây thầy nhìn thì thầy nhìn thấy comment nhảy Văn Long ạ Đấy chưa? Tiếp tục này, cái anh này cái anh thứ hai ạ à, bốn cộng một ạ à, thì có trục đối xứng đây đúng không ạ vị trí này và vị trí này giống nhau này nên là điền số là bốn này bốn này được không năm này sáu này bảy này ok trần bí diệu trần bí diệu là cũng thế là là cũng thế nào em tiếp tục nhá bốn anh này giống nhau vậy là tám 8 8 và 8 Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 đồng phần Ok Rồi Bạn Kim Tuyến bạn bảo là 7A dùng công thức 2 mũ N 3 Ok em Nhưng nó vẫn chưa phải là một cách hay Nào Các bạn cùng xem ạ à. Các bạn cùng xem nhá Chuẩn bị đến chỗ đặc biệt rồi này Chuẩn bị đến chỗ đặc biệt rồi này Câu số 7 Xác định số đồng phần Andehid thì nghĩ rằng là nhiều bạn đang ngồi đây học ấy thì các bạn quên mất An-Ni-Hit rồi. Bởi vì cái bài An-Ni-Hit là vào vào bài cuối cùng, đa số các bạn quên hết, đúng không? À, nhiều đứa bảo An-Ni-Hit không thi nên là nên là không cần phải nhớ. Thế thì chúng ta phải nhớ lại về cái công thức của An-Ni-Hit nhá. R này, chó. Các bạn các bạn chỉ cần nhớ cái nhóm chức An-Ni-Hit là nhóm chó thôi. Thế đúng không? Chó cho sắc chó. Nhớ rất đơn giản. Cái chó thì nó là An-Ni-Hit Thế vậy này, trước khi tìm đồng phân anhít chúng ta phải đưa anh C4H8O này về công thức của đồng phân anhít. Đấy thì mình cho con chó ra ngoài thích cắn ai thì cắn đúng không vậy là c4 này trừ đi một carbon thì nó còn là c3 h8 trừ đi một hydro thì nó là h7 được chưa vậy anh này là c3h7 so với c3h7 so ok cảm ơn doanh nhân doanh nhân comment rất đúng tách nhóm so còn c3h7 và bây giờ cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta đi vẽ mạch chính c3h7 đúng không câu chuyện chúng ta bây giờ chúng ta đi vẽ mạch chính c3h7 thì bạch chính C3 và cho thằng CSU cắm vào. Được chưa? Đây, C3 nhá, C này. C này. C này. Và bây giờ chúng ta đi tìm xem vị trí của anh chó cắm vào đâu. Đây. Thì anh chó cắm vào. Đây là đồng phân số 1, đây là đồng phân số 2 đúng không? Nhưng các em ơi. Nhưng các em ơi. Các em hãy để ý hộ thầy. này nhá anh này với anh này có giống nhau không đây ạ à. ra nhìn không bài tập số 4 và bài tập số 7 chúng ta nhìn xem có giống nhau không? và đây cũng là cái mà thầy nhìn từ xưa đến giờ đấy ạ à. khi mà thầy giải một bài tập thì làm quá nhiều Nhầy thầy nhìn thấy một điều này. C3H7OH Đây cũng là C3H7O. Chúng nó lại có cùng số đồng phân với nhau ạ. À. Ok không? À. Điều này đặc biệt không ạ? Điều này cực kỳ đặc biệt. Nhá. Giờ bây giờ, bây giờ mình giờ mình cùng thử giải xuống tiếp xem. Giờ mình cùng thử giải xuống tiếp xem. Xem câu số 8 này. Cô số 8 thì sao này? đấy ngày xưa ấy cái lúc mà thầy học ấy thầy mình nhìn như vậy yên tâm ạ à, tí nó sẽ có một phương pháp cực kỳ nhanh cho ta làm nào bạn ánh bạn ánh bảo không giống nhưng ra kết quả giống nhau mà anh tương tự này C5H10O có bao nhiêu đồng phân anhít các bạn thử comment đáp án xem nào C5H10O có bao nhiêu đồng phân anhít nào nào thử làm nhanh xem nào thử làm nhanh xem Chúng ta đến câu số 8 rồi đấy, chuẩn bị chúng ta nhìn ra điều đặc biệt rồi đấy, một điều đặc biệt cực kỳ kinh điển. oh, à hello bạn Kim Tuyến, Kim Tuyến comment 8G, ok doan nhân 8G. Ui, phải cực kỳ tuyên dương các bạn hôm nay nhá Kim Tuyến với doan nhân comment từ nãy đến giờ luôn, rất là ủng hộ thầy nhiệt tình luôn. Thank you hai bạn rất là nhiều luôn. Thầy để chữ này có khó nhìn không em? Thầy zoom này thì đủ 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 để các bạn nhìn thấy chưa? Zoom to tí nữa nhé chữ to như con ruồi để ta nhìn nó rõ hơn, hình như vừa nãy Thì để chữ hơi nhỏ nhỉ. Ok ạ. Nào, C5H10O có bao nhiêu đồng phân anhidrit ạ? Bao nhiêu đồng phân ạ? Ok, doanh nhân thấy rõ rồi. Ok Nguyễn Ngọc Thiện, ok Bao Trần, Trần Duy Nam, ok. Vậy bây giờ chúng ta lại đưa về cái phương pháp thủ công nhá. Anhidrit là có chó, vậy mình sẽ đưa con chó này ra này. Được chưa Vậy này, còn là bao nhọ 5 5 trừ đi 1 thì còn 4. C4 10 trừ đi 1 thì còn 9. C4H9 xét thôi. Ok không? Vậy bây giờ chúng ta đi giải là chúng ta vẽ cái mạch C4H9. Cái mạch C4H9 ạ, à? mạch C4H9 này, ở bên trên mình cũng mới vẽ mạch C4H9 rồi, các em nhìn không? Anh này cũng C4H9. Có bao nhiêu nhóm côn OH thì ở dưới này bây giờ cũng là C4H9. Vậy là Bây giờ chúng ta làm lại là chúng ta vẽ lại cái mạch C4H9 nào bây giờ vậy vẽ lại mạch C4H9 nha 1 2 3 4 1 2 3 đúng không ạ và hoàn toàn chúng ta có thể biết được đây lại vẽ lại các em vẽ lại như này các em có thấy buồn chán không các em có thấy mỏi tay không các em có thấy là chúng ta đang làm đi làm lại một công việc mà chúng ta làm đi làm lại suốt từ nãy giờ không ạ chọn được luôn 4 luôn nhờ 4 luôn. Thấy kinh điển đúng không ạ? Thế vậy thì Đây là câu 7 này 2 Thế vậy Thế vậy bạn nào Không cần giải Có thể comment được luôn cho thầy Bài tập số 9 C6H12O Có bao nhiêu đồng phân ạ? Xong cái này là chúng ta nhìn thấy điều đặc biệt à, Bạn nào không cần giải Không cần vẽ Có thể comment được luôn cho thầy Đáp án câu số 9 không ạ? xác định số đồng phân anđehit của C6H12O Đấy. Bây giờ bây, bây, giờ thầy hỏi nhá, thầy thầy hỏi tí, à, bạn là kim tuyến tìm theo phương pháp nào? Bạn là doanh nhân làm theo phương pháp nào? Các bạn có thể chia sẻ là cái phương pháp các bạn làm được cho thầy không ạ? Các em đang trải qua một cái quãng đường mà thầy phải mất 4 đến 5 năm mới nhận ra khi mà thầy giải đồng phân thì cũng vẽ 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 như này rất rất nhiều vẽ đến rất rất nhiều vẽ đến mỏi tay thì thôi vẽ đến mỏi chân thì thôi vẽ đến trầm cảm vẽ đến không có người yêu rồi mới nhìn ra được một điều đặc biệt đúng không ạ nào 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 xác định số đồng phân anhydride của C6H12O vậy C6H12O mình để cái nhóm chó ra Đúng chưa ạ? Vậy anh này còn là gì? c 5 H11 Đúng không ạ? Vậy lại vẽ mạch chính mạch C5 Trời ơi! Mạch chính mạch C5 mình đã vẽ rồi Trên này này đúng không các em? Mạch chính mạch C5 đây Và bây giờ nó lại xuất hiện ở dưới này Vậy theo các em nghĩ chúng ta có nên vẽ lại nữa không ạ? Hay chúng ta lấy luôn đấy? Thôi nhỉ Lấy luôn bên trên nhé Bình thừa thông minh mình nào Được không ạ? vậy nó sẽ có mấy ạ vậy nó sẽ có tám đồng phẩm ok chưa và từ đây bây giờ chúng ta giờ để mới cho chúng ta nhìn cái toàn cục nào bây giờ các bạn cùng nhìn nhá bây giờ chúng ta cùng nhìn cái toàn cục ta nhìn này các bạn cùng chú ý vào đây này cùng chú ý hết sức chú ý vào nhá nào, mình cùng nhìn cái toàn cục này. C3H7OH thì có hai đồng phân. C đâu rồi ạ? À? Đâu rồi? C4H8O hay là C3H7ZO thì cũng có hai đồng phân. Hai nói khác chúng ta nhìn này. Hai anh này đều cùng có chung là mạch C3H7. Đúng không? Vậy vậy suy ra thầy suy ra được một điều là C3H7 đúng không ạ? Thì có hai đồng phân. Được không? Hai hai đồng phân này tương đương với việc là hai vị trí để cắm. Thế tương tự như vậy này, chúng ta lại nhìn tiếp đến anh C4 đi. Đâu, C4H9 đây. C4H9OH thì có bốn đồng phân. Tương tự như vậy C4H9CHO cũng có bốn đồng phân vậy thì thay vì mình phải đi tìm vẽ từng cái thằng C4H9 OH vẽ từng cái thằng C4H9 CO ra thì chúng ta lưu ý cho thầy là gì C4H9 thì có bốn đồng phân được không ạ à? kinh điển chưa kinh điển chưa mình phải nhìn được điều này nhé đây là thầy hướng dẫn chúng ta chứng minh tí là áp dụng và chúng ta giải cực kỳ nhanh nào chúng ta cùng nhìn thấy điều cuối cùng ở đây Điều cuối cùng C5 này C5H11 thì có 8. Tương tự C5H11CO cũng có 8. Hay nói cách khác là anh C5H11 thì luôn luôn có 8 đồng phần. Đây là một cái sản phẩm mà do thầy tìm mãi nghiên cứu làm rất nhiều bài tập. Ôi thôi chết rồi, thầy bị nhầm bút nghiên cứu này làm rất nhiều bài tập thì nó mới ra được như thế này được chưa là thầy đóng khung lại nhá thầy đóng khung lại ok thầy đóng khung lại hay nói cách khác thầy muốn cho ông ta nhìn thấy rồi chúng ta đọc cho thầy nhé đọc thầy này ba bốn năm được chưa? 4 8 Đấy các bạn cứ nhẩm lọc cho thầy thôi 3, 4, 5, 2, 4, 8 3, 4, 5, 2, 4, 8 Và bây giờ hoàn toàn mình phải trả lời được C3H7OH có 2 đồng phân C4H9OH có 4 đồng phân C5H11OH có 8 đồng phân Tương tự như vậy C3H7CSO có 2 đồng phân C4H9 CHO có 4 đồng phân C5H11 CHO có 8 đồng phân 3, 4, 5, 2, 4, 8 Đây là một phương pháp cực kỳ kinh điển Và chúng ta không chỉ sử dụng cái phương pháp này Để tìm mỗi đồng phân của ancol Của anđehit đâu Mà chúng ta còn sử dụng phương pháp này Để tìm đồng phân của axit Nào chúng ta sang phần bài tập ứng dụng Vừa nãy là phần chứng minh phương pháp Và chứng minh phương pháp xong Thì chúng ta có một cái chiêu viết tắt là 3 4 5 2 4 8. Đấy, và chúng ta vác cái phương pháp này đi để chúng ta chinh phục mọi bài khác. Nào chúng ta cùng thử làm cho thầy câu số 1. Câu số 1 ạ. C3H6O2 có bao nhiêu độ phần axit? Các bạn cùng nghe đáp án cho thầy nào. Anh em nào thấy cái phương pháp này hay thì uh, chấm một cái. Ok, phùng tiến Duy. Đấy sau khi học xong phương này còn thích dùng công thức không bạn kim tuyến dùng công thức này đây bạn vân long này ba bốn năm hai bốn tám ok lê trọng hiếu ok đấy bạn là bạn là vân long bạn ấy bảo là em đã hiểu cách thầy xét rồi và cái cách này còn tìm đồng phân kinh hơn nữa cơ bình tĩnh chưa đến nỗi đỉnh đâu ok ánh đây này trần duy nam bảo nó đâu có đúng khi viết đồng phân ete đấy bạn ra nhận là bảo được nha đây này Doanh nhân có phải là học sinh lớp on đấy không? Nghe này chắc là học sinh lớp on này nên biết. Tìm được hết. Nhá, cảm ơn thầy đã vẽ đến không có người yêu để ra phương pháp. <laughs> Chính xác đấy, thầy đã hy sinh, thầy đã hy sinh rất nhiều, thầy đã hy sinh rất nhiều để tìm ra được cái chiêu tìm đồng phân để cho các em. Và nó ứng dụng cho hết nhá, nó còn tìm được cả ET à Nó còn tìm được cả Ceton nó còn tìm được cả ST và nó còn tìm được cả Amin cơ chú ý theo dõi chúng ta cứ đi từ từ bình tĩnh mà thầy muốn rằng là à, cái phương pháp này nó chui được vào trong đầu của em nhá nó mang lại cho các em thật nhiều giá trị và để từ nay các em không bao giờ sợ đồng phân nữa và các em phải tìm được mọi loại đồng phân rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay và hãy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em ở đây vậy và... ok ô dân không phải học sinh lớp o này buồn thế Ok Kim Tiến, đấy Kim Tiến thấy hay không? Quá xịn đúng không? Quá là cực kỳ xịn. Nào các bạn cùng thử làm xem nào. Đồng phân axit, bây giờ thầy gợi ý, thầy gợi ý nhá. Đồng phân axit thì cái nhóm chức của axit nó là nhóm COH. Vậy chúng ta sẽ đưa nó về COH. Đấy, thầy gợi ý các em nhé Đưa về COH. Vậy này C3H6O2 đưa về COH này. COOH. Được chưa? Thế thì bỏ đi một carbon thì nó còn là C2H5 vậy này có bao nhiêu đồng phân vậy này có bao nhiêu đồng phân ạ câu hỏi của thầy ạ anh này có bao nhiêu đồng phân bao nhiêu đồng phân axit ô chỗ này lỗi đáp án rồi đúng không chỗ này nó phải là đáp án e một đồng phân thôi ạ Cái này một đồng phân thôi ạ c ba sáu hai một đồng phân thôi tại sao lại có một đồng phân thôi bởi vì nhá ba bốn năm hai bốn tám là không phải là chỗ này là tổng là ba đâu mà chỗ này là có hai thôi này thấy chưa hai thì ở trong này thì không có ghi thì lúc này chúng ta đi chứng minh là anh hai nhé anh hai này có hai carbon trục đối xứng đây vậy là một một được chưa với anh hai là chỉ có một ok không anh hai chỉ một đồng phân rồi nhá đây một đồng phân đáp án đúng đáp án đi ok thế nào bao nhiêu hợp chất hữu cơ ui câu này hay này bao nhiêu hợp chất hữu cơ công thức phân tử C5H12O là đồng phân cấu tạo của nhau ở đâu xem nào các uh, thanh niên uh, comment đáp án này coi nào à đây đây bạn doanh nhân đây này các em thấy không bạn doanh nhân phải bảo là em xem trên youtube thầy rồi ạ à. đây này đấy ok doanh nhân làm rất chính xác xem nào xem làm nào ok cảm ơn doanh nhân nhá đấy cái cái phương pháp này của thầy rất bá đạo và nó ở bên trên youtube khá là nổi tiếng hôm nay thì like ở bên trên fanpage để cho các bạn làm bạn thiện vẫn rất là trung thành với làm công thức nhé <laughs> Ok, thầy không chê công thức gì cả, thầy không nói gì đến công thức, nhưng mà hãy cẩn thận không bị nhầm thì ạ. Và khi mà làm công thức thì các em sẽ phải thuộc rất nhiều và cái phương pháp này của thầy không bắt chúng ta phải học thuộc. Nào. Câu 2. Ok, bạn Nam, bạn Nam chắc cũng xem trên YouTube của thầy rồi à? Đây bạn Nam ở đây còn nhiệt tình bạn còn gửi luôn hẳn link YouTube cho bạn nào cần. Cảm ơn các em nhá. Đấy các em nhìn chữ không? YouTube Minh Mialin phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh bạn nào mà cần muốn xem lại mà thầy chữa bằng bảng ấy thì các bạn có thể lên trên uh, nồi YouTube của thầy còn bạn nào mà uh, không uh, không 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 muốn coi bằng bảng thì các bạn có thể coi luôn trong buổi live của hôm nay thầy thực chiến luôn đây bạn là uh, Vân Long đây 14 đây bạn doanh nhân là hai xe thàm nào mấy đứa làm nhanh thế hóa ra là đều là đã coi trên YouTube của thầy Ok Thế thì các thanh niên coi trên YouTube thầy thì cùng chia sẻ lại buổi học này và cùng tác tất cả các bạn vào trong buổi học này giúp thầy được không ạ thế rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nào câu số 2 ạ à, có bao nhiêu chất hữu cơ công thức phân tử C5H12O thì thầy gợi ý nhé cái này phải gợi ý đấy à. là với tất cả những chất mà có dạng là CN H 2N cộng 2O ấy ạ thì nó sẽ có hai loại đồng phân một loại đồng phân là loại đồng phân ancol và một loại đồng phân là loại đồng phân ete nhá nó có hai loại đồng phân ạ à. Một loại là loại ancol, một loại là et. Ancol thì rất là dễ rồi. Đúng không ạ? Ancol thì nó có dạng là ROH. Nó rất là dễ chúng ta vẫn làm mà. Đúng không ạ? ROH thế thì mình sẽ đưa nó về là C5H11OH. Và chúng ta lại đọc cái bài thánh ca đây. 3 4 5 2 4 -8. 5 có mấy đây ạ? 5 có 8. Vậy anh này sẽ có C5H11OH sẽ có 8 đồng phân ancol. Nhưng các bạn đừng vội tô 8 bởi vì tô 8 là toàn. Bởi vì là con gì ạ? Còn ETE. Thực ra thì cũng là bởi vì dịch nên là có khá nhiều bạn sẽ không được học về đồng phân ET. Ok Kim Tuyến comment không chạy á. Ô thế à, buồn thế nhỉ? Các bạn uh, rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn các em vào đây nhá À, các em chú ý rằng là lịch học cố định của chúng ta là vào tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần và tối thứ bảy tuần này thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một chiêu cực sử dụng chiêu tiền đồng phân này cho đồng phân st phần lớp 12 bá đạo trên cả bá đạo luôn nhá còn bây giờ thì hôm nay thì chúng ta giới thiệu đồng phân thì chúng ta sẽ tìm đồng phân et Đấy, các bạn nhớ là click vào nút chuông xong rồi đặt vào xem trước fanpage của thầy nhá đồng phân et này đồng phân ET, et mình phải nắm được et có dạng gì et người ta có dạng là r 1 o R2 Đấy Và nó có trục đối xứng đây này Và điều kiện của R1 là phải lớn hơn một carbon R2 phải lớn bằng một carbon Thế các bạn cùng nhìn nhá Các bạn cùng nhìn phương pháp này của thầy thầy dạy nhá Vậy bây giờ tìm đồng phân ETE kiểu gì Không phải thuộc công thức Không phải thuộc công thức Em hiểu không ạ Thuộc công thức làm gì Rất nhiều công thức thuộc làm sao nổi hãy để đầu óc chúng ta thuộc công thức cho môn vật lý Nhá Vậy đây mình có lại đồng phân ET này Các em nhìn này Cái phân tích này R1 cộng R2 bằng mấy carbon Các nhìn nhá R1 Cộng R2 bằng mấy carbon Các em nhỉ Mấy đấy ạ Bằng 5 carbon này đúng không Vậy R1 cộng R2 bằng 5 carbon này Thì 5 bây giờ mình phân tích thành tổng các số hạng này 5 thì bằng gì 1 Cộng 4 Nó phải lớn bằng 1 2 Cộng 3 Không được 3 cộng 2 thôi Bởi vì này Ở đây có trục đối xứng 2 cộng 3 và 3 cộng 2 giống nhau. Được chưa ạ? Bây giờ các em cùng đếm với thầy nhé. Đếm này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Đây mới gọi là cái kinh nhất của buổi ngày hôm nay. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 4 có 4, 3 có 2. 2 thì có mấy ạ? 2 vừa nãy mình chứng minh bên trên này. Đúng không ạ? 2 thì mình có mấy? 2 thì có 1. Đúng không ạ? Đây, 2 thì có 1. Thế bây giờ 1 thì có mấy? 1 thì tương ứng với lại 1 carbon. 1 carbon chỉ có một vị trí để cắm nên là 1 cũng chỉ có 1. Thế bây giờ giả sử như có 0 nhỉ? Thì 0 thì có mấy? 0 thì tương ứng với một hydro cũng chỉ có một chỗ cắm. Được chưa ạ? Đây là lý do mà tại sao nó đọc này. 3 4 5 2 4 8 còn 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi các em nhé 0 1 2 chỉ có 1 thôi. Ok chưa các bạn nhớ chưa? 3 4 5 2 4 8 không 1, 2 của chúng ta thì chỉ có một thôi và thầy sẽ đóng khung lại cái này ở đây. Đấy, các em nhớ chưa? Phải nhớ nha. Phương pháp rất kinh điển. Ok chưa? Kinh con nhà và điển. Sợ chưa? Vậy bây giờ này, tiếp tục này, chưa xong ạ. À? Vậy một có một Vậy này, mình các bạn chỉ cần nhớ thầy này. Cách 1 này có một cách chọn, anh 4 này có bốn cách chọn. Đấy chưa? Dưới cộng trên thì nhân nhá dưới cộng trên thì nhân vậy đây này 1 nhân 4 bằng 4 1 nhân 2 bằng 2 vậy suy ra suy ra C5H12O của chúng ta sẽ có 4 cộng 2 bằng 6 đồng phân ET và bây giờ mình lấy 8 cộng 6 thì bằng 14 đồng phân các bạn thấy kinh điển không không cần dùng công thức vẽ này để cho các em hiểu thôi còn sau này nhá đến lúc các em học các em chỉ cần trong đầu như tất cả các bạn học thầy là bạn đây là lý do mà tại sao thầy đã nói với tất cả các bạn rằng rất nhiều bạn nhắn tin comment hỏi thầy rằng là thầy ơi em mất gốc hóa 11 thì bây giờ em học được lớp 12 không với các thầy cô giáo khác thầy không biết như nào nhưng với các em học thầy thì chắc chắn các em làm được nhá chương trình thi thì chủ yếu ở chương trình khoa học lớp 12 thôi và lớp 12 thầy có các skill và có các chiêu để khiến cho các em từ mất gốc có thể lấy lại được gốc nhanh nhất. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Và đây là một trong số những skill của thầy hướng dẫn cho tất cả các bạn. Okay. Lớp 12 sắp tới rồi. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về các khoa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage hoặc inbox cho thầy để nhận được tư vấn về khoa học nhanh nhất. Nha. Khoa học năm nay, đặc biệt năm nay, thầy mở khoa học live Một tuần học 2 buổi, học 2 buổi thôi live truyền khô máu luôn và học trên cái nền tảng công nghệ mới như này các em thấy có thích không hình nét căng mặt mặt nét căng ok rất là xịn đúng không ạ okay, về nha xong cái bây giờ chúng ta sang tiếp đi ạ các bạn đừng 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 quên đừng quên là chúng ta đang học đến câu số 3 nào các bạn cũng comment cho thầy xem nào ta bán câu số 3 là đáp án gì ạ nào bây giờ còn bạn nào thích cái cách viết hết ra nữa không bây giờ còn bạn nào thích công thức được không thì các bạn cứ làm đi thì bao chấp hết và các bạn cùng comment cho thầy đáp án câu số 3 C4H8O2 có bao nhiêu đồng phần axit một mình anh cân hết mình chúng mình cân hết nào nguyên tim đi vào hết câu 3 câu 3 các bạn chọn đáp án gì ạ hình như hơi nhỏ nhỉ à, thì các bạn giảm cho to lên các bạn nhìn rõ chữ à, thầy uh, nốt lại ở bên dưới đây nhá để nốt lại một cái phương pháp của chúng ta là 3 4 5 2 4 8 Còn 0 1 2 Thì chỉ có 1 1 1 Ok chưa? Ok, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các em hãy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây. Bởi vì đây là một buổi học chống liệt, đây là một buổi học lấy gốc dành cho tất cả hai k 5 và 2K4 sắp thi thì đều có đại học được buổi học này, một buổi học cực kỳ xịn ạ. Câu số 3. Cho hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử là C4H8O2. Đơn chức. để bài hỏi chúng ta là số đồng phân axit ạ. Đồng phân axit của X. Đồng phân axit. Như vậy bây giờ C4H8O2 có những đồng phân axit nào? Thì đầu tiên chúng ta phải đưa nó về dạng COOH đã Cái này nó sẽ là C3H7 Đúng không em okay. Và bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ là gì thôi ạ à? ạ? 3, 4, 5 Các bạn cùng nhẩm với tay nào Cùng đọc nhẩm nào 3, 4, 5, 2, 4, 8 Đúng không ạ 3, 4, 5 Chúng ta cùng nhẩm thì chúng ta mới khủng được 3, 4, 5, 2, 4, 8 Vậy là gì ạ à? 3 có mấy 3 có 2 Chọn luôn đáp án A à. Xịn chưa đây là lý do mà tại sao đa số tất cả các bạn, các anh chị học sinh của thầy thì đều làm hóa rất với tốc độ rất nhanh và mọi người đều nhìn theo một cái ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì các bạn và các anh chị đấy nắm được các skill cực kỳ kinh khủng. Hóa học hóa không khó nhá. Hóa không bao giờ khó cả. Quan trọng là các em có tìm được đúng người thầy dạy các em hay không. Nhá. Quan trọng các em có tìm được đúng người thầy dạy các em hay không. Ok, đấy. Nào. Tiếp. Ok, cảm ơn Nguyễn Ngọc Thiện. Thế bây giờ còn các bạn còn dùng còn dùng công thức nữa không ạ? À? Thanh niên nào dùng công thức nữa ra đây xem nào. Ok, cảm ơn Viễn Vân Long đúng rồi, nghiên cứu nó nói không có người yêu. Nào câu số 4 ạ, à. các bạn cùng comment đáp án cho thầy câu số 4. Câu số 4 đáp án gì ạ? À? Câu số 4 đáp án gì? Người yêu rủ đi xem đá bóng không đi được, tối ở lại live stream với 2K5. Buồn ngủ cũng live stream với 2K5, đói cũng live stream với 2K5, năm nay khô máu với 2K5 luôn tay các ủng hộ đây nhá à, ủng hộ ủng hộ ủng hộ hết mình chứ nào các bạn comment sau thầy sẽ nào câu số 4 thực ra thì thầy, thầy ban đầu thầy tính là thầy không like đâu bởi vì là cái video này thì có trên youtube rồi thế nhưng mà thầy biết được rằng là rất nhiều bạn hai k năm hoang mang bởi vì à, năm ngoái vừa rồi là học online nên là các bạn không có nắm được nhiều về đồng phân và cái phần đồng phân của hữu cơ là các bạn sợ nhất ai trong số tất cả các bạn ban đầu khi mà học đồng phân sợ đồng phân sau khi coi buổi học này mà lại hết sợ đồng phân Tôi comment xuống để thầy coi xem nào. Okay. Nguyễn Khánh Linh, ok ạ. C4H10 ô có bao nhiêu đồng phân ạ? Ứng ừ với công thức phân tử C4H10 ạ. Các bạn cũng comment đáp án xem nào. Đây có một bạn Linh comment 4B à. thế còn các bạn khác thì comment đáp án nào? Các bạn khác thì comment đáp án nào? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. À, các bạn các em hãy giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn. Mất gốc của các em vào đây ạ Thank you, cảm ơn các bạn và các em rất 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 nhiều. Nào, C4H10O ạ. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng biết rằng là với cái anh C4H10O ấy thì của chúng ta chắc chắn là sẽ có đồng phân ancol và đồng phân ete. Đồng phân ancol thì nó sẽ có dạng là ROH hay mình viết luôn, nó là C4H9 OH. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có là gì? 3 4 5 2 4 8. Vậy 4 của nó thì có 4 đồng phân ancol. 4 đồng phân ancol. Ok chưa? Bây giờ đến đồng phân ET. Đồng phân ET mình có là R1 cộng R2 thì bằng 4 đúng không ạ? À? Điều kiện thầy lại phải nhắc lại điều kiện chúng ta quên. Anh này phải lớn bằng 1, anh này phải lớn bằng 1. Vậy 4 mình có này bằng 1 cộng 3 bằng 2 cộng 2 3 cộng 1 là bị trùng không được đổi chỗ bởi vì nó có trục đối xứng. Em nhớ nhá. Vậy mình có này, 3, 4, 5, 2, 4, 8 3, 4, 5, 2, 4, 8 Thuộc cái này lại Vậy 3 có 2 Còn 0, 1, 2 Thì chúng ta chỉ có 1 thôi 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1 1 x 1 bằng 1 1 x 2 bằng 2 1 cộng 2 bằng 3 3 đồng phân ET Vậy ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng 4 cộng 3 bằng mấy cái em nhỉ bằng bảy 7... bao nhiêu bạn thấy cách làm này của thầy nó kinh điển Hello chào đội đại học nhá chào hoàng dũng đấy nhiều bạn comment sai kìa b hết thì kìa b hết thì kìa đấy úi rồi phạm anh linh lộn này ok ạ bao nhiêu bạn thấy học xong cách này xứng đáng cho buổi học ngày hôm nay hãy hãy anh chấm một cái để thể biết buổi học xứng đáng buổi học xịn sò một phương pháp cực kỳ kinh điển ạ ok ạ nào câu số 5 câu số 5 ạ okay, cảm ơn trần duy nam nhá phải hôm nay duyên đã mang thầy trò chúng ta trở lại gặp nhau ạ nào, các bạn cùng comment đáp án xem nào câu số 5 ạ à, các bạn có thể ghi lại vào vở nhé học phương pháp này rất là xịn câu số 5 ạ xác định số lượng các chất là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử là c 4 h 9 cl À, cũng có comment nhanh xem nào comment nhanh lên nó làm tốc độ lên làm xịn xò lên xem nào ta bây giờ thầy đã bình thường là các bạn mà viết hết ra là các bạn đang đi bộ à, chúng ta tưởng tượng nhá chúng ta viết hết rằng là đang đi bộ bạn nào mà sử dụng công công thức thì bạn ấy đang ngồi ở bên trên hòn đạn và cái hòn đạn ấy sẵn sàng xuyên thủng ngực em bất kỳ lúc nào đấy chưa thế còn gì ạ bạn nào mà sử dụng phương pháp 345 248 của thầy Minh thì bạn ấy đang như là ngồi trên tên lửa SpaceX của ông tỷ phú người Mỹ vừa an toàn và vừa quay trở lại được Đấy, những bạn nào mà bây giờ mà học xong phương pháp này mà vẫn sử dụng bằng cách viết hết ra thì bạn ấy không khác gì như người tiền sử cũng đang cầm cầm rìu đốt củi trong khi đó thì chúng ta sử dụng ba bốn năm chúng ta đã sử dụng đến máy cưa rồi máy ủi rồi đấy với cái phương pháp này nó giúp cho chúng ta thanh thoát hơn và giải bài tập cực kỳ nhanh nào câu số 5 ạ à? xác định số lượng các chất là đồng phân cấu tạo của nhau và có công thức phân tử là C4H9Cl công thức phân tử là C4H9Cl thì với công thức phân tử là C4H9Cl chúng ta đọc nhá Cl cắm vào mạch C4 3, 4, 5, 2, 4, 8 à? 3, 4, 5, 2, 4, 8 các bạn đọc lại với thầy vậy là gì ạ? À? 4 có 4, Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Không cần phải dài gì nhiều nữa. Thấy không ạ? À? Thấy thầy bảo phương pháp này kinh dị không ạ? À? Tìm được mọi loại đồng phân sau khi mà chúng ta đã nắm được phương pháp này thì mọi loại đồng phân đều tìm được đúng không? chị chưa? Ok Hoàng Dũng, xin thì nhớ chia sẻ lại thật nhiều cho tất cả các bạn của các em nhá. Ok Trương Quốc Khánh, ok Lan, ok Nguyễn Duy Tín, ok Phạm Khánh Linh. Các nhìn thấy comment của tất cả các bạn các em. Comment mạnh mẽ lên, comment xịn xò lên xem nào, xem nào, mạnh mẽ nữa lên xem nào. Câu số 6 đáp án gì ạ? Câu số 6 anh em chọn đáp án gì ạ? Hãy cháy hết mình về buổi học tối ngày hôm nay một phương pháp tìm đồng phân kinh điển. Câu số 6 ạ. Số đồng phân axit ạ. Bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta được học phương pháp này từ đầu thì chúng ta đã không bị ngu hóa. Có thể comment cho thầy được không ạ? Nếu chúng ta đã được học phương pháp này từ đầu thì có phải là chúng ta đã không bao giờ bị ngu hóa không ạ? Ok. Và các bạn nhìn kỹ đồng hồ nhá, bây giờ là 22 giờ 12 phút và thầy trò chúng ta vẫn còn đang chiến đấu với nhau. Cô máu với nhau 70 bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay Cô máu với nhau vì một phương pháp cực kỳ kinh khủng là các bạn cùng comment cho thầy xem nào câu số 6 đáp án gì đây bạn Nguyễn Ngọc Thiện 6C bạn Nguyễn Vân Long 6A bạn Kim Tuyến 6A thì theo như các bạn nghĩ thì thì cái cách của thầy có thể sát phẳng là câu này không chúng ta cùng xem cái cách của thầy nó sát phẳng câu này như nào nhá mình có này mình có ạ C5 mắt 10 O2 mình đưa về dạng axit đi thì nó là gì nhỉ COOH đúng không các em? Thế bây giờ nó còn là gì ạ? Còn 4 5 trừ 1 carbon thì còn 4. 4 carbon này, H10 trừ đi 1 hiro thì nó còn là H9. Vậy nó là C4H9. Vậy là nhóm COH cắm vào mạch C4H9 thì với cái việc mà cắm vào mạch C4H9 này ấy thì chúng ta sẽ có này. Lại đọc này. Các bạn cùng đọc với thầy này. 3 4 5 2 4 8. Những bạn nào mà vào sau nhé. Những bạn nào mà vào sau thì chỉ cần nghe cho thầy nhớ thầy thôi. 3, 4, 5, 2, 4, 8 4 có mấy? 4 có mấy ạ? 4 có 4. Đây thì ghi lại đây 3, 4, 5, 2, 4, 8 4 có 4 Vậy ở đây chúng ta sẽ có 4 độc phần axit Kinh chưa? Công thức đâu công thức? Công thức đâu ra đây xem nào? Những bạn nào làm công thức đâu ra đây? Nào Nào, nào, nào Những bạn nào À, công thức nào ra đây xem nào công thức có kinh khủng như này không ạ công thức có phải thuộc không ạ công thức phải thuộc và mỗi một loại đồng phân đều phải thuộc nhưng anh này không phải thuộc nhiều ba bốn năm hai bốn tám không một hai chỉ có một anh em chú ý nha buổi thứ bảy thầy sẽ tiết lộ cho ông ta cái bí mật giải phương pháp này với ST cái bí mật này chưa bao giờ thầy dạy free trên youtube và cũng chưa bao giờ dạy free trên facebook nhớ đặt theo dõi fanpage trước nha hết 9 giờ tối thứ bảy nhớ đặt, nút chuông đấy click vào theo dõi nào bây giờ mình thử xem nào ui một cái mới này câu bảy này đồng phân xe tôn này chưa bao giờ được học xe nắm bắt 10 ô đồng phân xe tôn nào anh em thử làm xem c nắm h 10 ô là bao nhiêu đồng phân xe tôn anh em thử comment xem nào à, với phương pháp ngày xưa các em được học với công thức mà các em được học với các phương pháp mà các bạn được học thì C5H10O của bạn có bao nhiêu đồng phân? bạn phạm khánh linh quên mất xe tôn ok không sao cứ comment đi không sao cả có thầy ở đây rồi khi em sai đủ 10.000 lần thì em sẽ trở thành thiên tài thầy sẽ giúp cho chúng ta sai bởi vì chúng ta sẽ học được từ nhiều cái sai hơn so với việc mà học từ nhiều cái đúng nhớ nhá đấy là phương pháp dạy của thầy ok và các em chú ý rằng là cái phương pháp này thì sẽ được thầy dạy trực tiếp ở bên trong khóa livestream dành cho 2k5 nhá chuẩn bị khai giảng bạn nào muốn tìm hiểu về bốn cái khoa học livestream của thầy dành cho 2k5 mùa năm, năm nay thì các bạn phải inbox cho thầy nhá sắp tới năm nay thầy cháy hết bình về 2k5 tuần nào livestream hai buổi trong khóa livestream đã man chưa quay trở lại mạnh mẽ hơn kinh khủng hơn xịn xò hơn nào số đồng phân xê tôn ạ à. Thế thì bây giờ mình muốn làm là số đồng phân xê tôn nhá các bạn cần chú ý là khi mà tìm về đồng phân xê tôn ấy, thì chúng ta sẽ có là cái dạng của xê tôn ấy nó là r1 này c nối đôi o này r2 được không các bạn Đấy, đây là dạng đồng phân ceton này. Và nó có trục đối xứng. Thì trục đối xứng này thì nó cũng tương tự như ET. Là R1 và R2 đổi chỗ cho nhau thì không tạo thành chất mới. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi xét xem là xem là R1 cộng R2 bằng bao nhiêu carbon. Thì mình có này, R1 cộng R2 bằng này. Đây ạ. R1 cộng 1, R1 cộng 1 cộng R2 thì bằng 5. Đúng chưa? Vậy R1 cộng R2 ở đây bằng 4. Vậy có 4 carbon nhá. Với điều kiện yêu cầu là anh này phải lớn bằng 1 Anh này phải lớn bằng 1 Vậy mình sẽ có bốn bằng này Phân tích này 1 cộng 3 Eo ý như cấp 1 luôn các em nhỉ 2 cộng 2 Các em nghĩ thầy có nên quay trở lại dạy toán cấp 1 không Cấp tiểu học 1 cộng 3 2 cộng 2 3 cộng 1 là đổi ngược lại là nó tạo Là nó vẫn giữ nguyên nhé Bởi vì anh này có chúng đối xứng này 3 với 1 giống nhau Được không ạ Được chưa Vậy hoàn toàn mình có này Mình đọc với thầy này 3, a 45 hai bốn tám skill kinh điển như thế còn gì nữa vậy ba ta có hai đúng không ạ không một hai thì sao ạ không một hai như thầy đã nói ở trước không một hai thì chỉ có một 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 vậy không một hai ta đây có một có một có một vậy mình sẽ có này một x hai bằng hai một nhân một bằng một hai cộng một bằng ba vậy suy ra C5 h 10 ô chúng ta sẽ có tổng cộng là ba đồng phân ceton để tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C ok tuyên dương trương quốc khánh tuyên dương huỳnh kha tuyên dương lan ok đấy các bạn thấy không cái chiêu của thầy nó dã man như vậy Nhá. chiêu của thầy nó dã man kinh khủng kinh điển nào câu số 9 nào các bạn cùng làm thử này. câu số 9 C5 H12O không biết ở trong lớp của mình đang học ấy có những bạn nào mà đã học sang chương trình lớp 12 chưa? Và thầy cũng muốn hỏi là các bạn học sang chương trình lớp 12 rồi thì các bạn tìm đồng phân este theo phương pháp nào ạ? Trong lúc chờ đợi các bạn làm câu C5H12O số đồng phân ancol bậc 1 như thế nào? À, các bạn cứ làm comment đáp án đi nhé. Và à, thầy cũng tiết lộ bật mí một tí là câu số 9 này vẫn dùng được 3, 4, 5, 2, 4, 8. Đấy. quan trọng là chúng ta phải học từ cái người mà nghĩ ra nó thì chúng ta mới biết được nó như thế nào ok không nhưng mà thầy vẫn uh, ngoài việc mà comment đáp án câu số 9 thì uh, thầy cũng tò mò là không biết là các bạn tìm đồng phân este theo phương pháp nào 62 bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay có thể comment cho thầy biết được không ạ các em đang tìm đồng phân este theo phương pháp nào để mà tối thứ bảy thầy có thể bật mí cái phương pháp của thầy nó kinh điển hơn cho các em Đấy, thầy rất muốn là sau khi gặp thầy thì cái việc mà giải bài tập hóa của các em từ một phút từ 2 phút mà vẫn bị sai lên chỉ còn 30 giây 15 giây mà không bao giờ bị sai Và Vân Long theo cách của thầy Vân Long học 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 khóa của thầy à Vân Long học khóa online đấy à có phải thanh niên trong khóa online khóa online thì đông quá không nhớ nổi tên đứa nào đứa nào luôn cố gắng năm nay dạy khóa online thì sẽ phải đặt tên gọi tên nhiều để thuộc tên không những thuộc tên thuộc tên cả bố mẹ thuộc luôn cả có người yêu hay không <laughs> vân lòng <làm> không ha <laughs> ok ạ nào tiếp 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 nào anh này nào. anh này có bao nhiêu đồng phân trên năm mười hai ô bao nhiêu đồng phân an côn bậc một nào đây nhá vậy thì chúng ta phải nắm được công thức của an côn bậc một là gì theo cách thầy vừa chỉ á à? este làm theo cách của thầy vừa chỉ thì phải có thầy chỉ thì em mới làm ngon lành được chứ nếu không có thầy chỉ em sẽ bị làm sai nó lại thú vị ở điểm đấy bởi vì este có một điểm cực kỳ đặc biệt vân long nhé có một điểm cực kỳ đặc ok những bạn nào mà chưa từng học thầy thì chú ý đến tối thứ 7 tuần này thầy sẽ xử lý cho chúng ta nào xem năm 12 ô có số đồng phân ăn côn bậc một là thì bây giờ mình phải nắm được là cái ăn côn bậc một đấy nó có dạng như thế nào thì nhá anh ăn côn bậc một này dạng của ăn côn bậc 1 này là nó sẽ có dạng là r ch 2 oh đúng không ạ ăn côn bậc 1 là nhóm oh đính vào nguyên tử carbon bậc 1. và anh ch 2 này là anh carbon bậc 1. đây nên là nhóm oh đính vào đây nên đây được gọi là an côn bậc một được chưa vậy bây giờ câu chuyện của chúng ta đơn giản lắm các em ạ kỳ kinh điển và cực kỳ kinh giản đơn giản đó chúng ta biến thành C5H12 này này về dạng RZ2OH đúng không thế này nhá CH2 này OH này xem nào C5 trừ đi 1 thì còn là C4 H12 trừ đi 3 thì còn là H9 vậy bây giờ câu chuyện chúng ta là gì lại 3 4 5 4 8 3 4 5 2 4 8. Vậy 4 có mấy ạ? Nào thầy ghi ở đây này. 3 4 5 2 4 8. Vậy 4 có mấy đồng phân các em? 4 có mấy ạ? 4 có 4 đồng phân chọn ngay đáp án A. À. Ok chưa? Kinh khủng không? Xịn sò không? Sợ chưa? Cháy hết mình luôn nhờ. Yeah. Ok, nào chúng ta sang Câu tiếp theo ạ, câu số 10. Câu tiếp theo câu số 10. Câu số 10 này ở đây thì thầy không cho đồng phân mà thầy hỏi là có bao nhiêu chất là đồng phân của nhau? Có bao nhiêu chất là đồng phân của nhau để mà kiểm tra cho va xem là chúng ta còn thuộc cái định nghĩa về đồng phân không. Đúng không ạ? Thì ở đây tiện thể luôn thầy nhắc luôn, thầy nhắc lại định nghĩa đồng phân bởi vì là nhiều bạn đang học đây thầy nghĩ rằng là các bạn quên gần hết rồi. Thì để hai các chất là đồng phân của nhau thì khi và chỉ khi chúng nó có cùng công thức phân tử đồng phân đồng phân là các chất mà có cùng công thức phân tử cùng công thức phân tử và nó phải khác công thức cấu tạo đấy vậy bây giờ mình đi viết lại xem những anh này tất cả anh từ một hai ba bốn này những anh nào có cùng công thức phân tử đúng không ạ mình viết nha đây ạ, à, anh số 1 thì công thức của nó là C2H6O2. Anh số 2 công thức của nó là C3H8O2, hai này khác nhau rồi. Anh số 3 công thức là C3H8O2 do nó có hai nhóm H này. Và anh số 4 công thức là C3H8O3, đây là bọn anh số 4. Vậy ở đây mình chỉ có anh nào thôi ạ? Ở đây mình chỉ có anh số 2 nhá. Ở đây mình chỉ có anh số 2 và anh số 3 là gì ạ? Là đà đồng phân của nhau. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta là chỉ có hai chất. Ok chưa? Câu này là một câu giải trí thôi. Câu này là một câu giải trí để cho các bạn giải trí để cho các bạn không bị uh, thì, uh, thì chết quá với những bài tập này của thầy. Nào, mình sang câu số 11 ạ. À. Câu số 11. Câu số 11. Có bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử là C5H10O? Úi giời ơi. Nào. Bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử là C5H10O ạ? À? Các bạn cùng comment xem nào. Đa số các bạn hôm nay học của phương pháp của thầy là xịn lắm rồi. Xem nào, C5H10O, đồng phân anđehit ạ. À? Các bạn cùng comment đáp án xem. Xử lý nó như nào? Ăn nó. Chiến nó. Chiếm lấy nó. Cướp lấy nó. Sở hữu nó. Đây là một cái phương pháp cực kỳ hay mà thầy rất là muốn là chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các em. Nên là à, rất là mong muốn tất cả các bạn và các em hãy giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn, các em vào đây, có thể chia sẻ giúp thầy vào trong tất cả các cái nhóm mà các em làm thành viên. Ok ạ. Đó là một cái lời mà đó là thay lời cảm ơn thầy và cũng chính là thay lời để mà để mà cung cấp thêm cho thầy những cái nguồn động lực để mà sau này thầy nghĩ ra được những cái phương pháp dị hơn dành cho các em. tại câu 11 ạ. Có bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử là C5H10O ạ? À? Đồng phân anđehit công thức là C5H10O. Có ừ, tí anđehit. Anđehit là anđehit. Ờ à, như vậy thì chúng ta phải đưa nó về gì? Chó. Đúng không ạ? Vậy nó là C4H9 chó. Đúng không? Vậy lại đọc thôi đúng không ạ? Gì ạ? Chúng ta lại đọc này 3 à. 4 5 Gì ạ? 2 4 8 Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có gì? 3, 4, 5 2, 4, 8 Vậy ở đây mình sẽ có 4 có mấy ạ? 4 có 4 Dễ chưa? Dễ chưa? Nào Bây giờ mình sang câu 12 Câu cuối cùng tối ngày hôm nay câu 12 câu cuối cùng của buổi tối ngày mai có bao nhiêu đồng phân có công thức phân tử là C5H12 câu này các em nhìn thấy không ạ đánh dấu sao này bạn nào mà comment đúng câu này mới gọi là xịn này ok ạ nào Ôi thầy bảo rồi mà áp dụng công thức thì ok nhưng mà chúng ta phải thuộc rất rất nhiều công thức đúng không các bạn có thừa nhận với thầy không Đấy, ví dụ câu 12 này áp dụng công thức đi ạ không có sử dụng công thức hộ thầy đúng không đấy thế vì vậy nên là cái phương pháp này thầy là thầy đưa lên cho chúng ta là không phải là chúng ta học thuộc quá nhiều công thức mà nó chỉ sử dụng phương pháp này để có thể tìm được mọi loại đồng phân kể cả ST câu 12 ạ 12 đáp án gì ạ Ok Khánh Ok Kim Tiến Ờ chấp nhận thôi ạ. À. Thì có nhiều bạn thì các bạn ấy sẽ vẫn cứ thích công thức thôi nhưng mà sau này các bạn đi thi các bạn làm sai thì lúc đấy thì các bạn mới thấy là tiếc. Còn lại ngày hôm nay thầy chia sẻ cho chúng ta cái công thức cái cái chiêu này, cái skill này để giải mọi loại đồng phần. chinh phục hết mà lại cực kỳ dễ dàng. Đúng không? Cũng giống như Lý Tiểu Long có một câu nói. Đó là gì ạ? À? Tôi không sợ một kẻ mà biết một nghìn thế võ mà tôi chỉ sợ kẻ mà luyện tập một thế võ một nghìn lần. Các bạn nhớ mãi nha. Đấy. OK ạ. Mình có nào câu 12 ạ. Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O? Nhá, C5H12O là ancol. Khi oxy hóa bằng CuO thì đun nóng. Đây. Hãy ghi ra đây. C5H12O oxy hóa bằng CuO thì thu được sản phẩm nguyên mạch carbon và có phản ứng trắng bạc. Thì thường ấy, anh này là ancol mà tác dụng với CO ấy thì nó có thể là tạo thành là hai anh anđehit hoặc là ceton. Đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Thế thì ở đây đề bài bảo là đun là sản phẩm phản ứng trắng bạc thì anđehit này thì nó mới trắng bạc. Còn tôn thì không trắng bạc. Vậy tương tự với việc đó là câu hỏi này là bao nhiêu đồng phân ancol khi tác dụng với CO thì tạo thành ít Bao nhiêu đồng phân ancol? Đúng chưa? Tác dụng với CO thì tạo thành ít Ok, bạn Oam Kiron vẫn thích thầy viết giấy hơn. Ok, cảm ơn em. Thầy viết giấy chữ đẹp hơn đúng không? Lần đầu tiên viết bằng cái này nên chữ nó hơi xấu, dần dần chữ nó sẽ đẹp lên. Nào, C5 và 12 O oh, cộng CO để tạo thành đồng phân ít Vậy mình có này. Làm điều kiện gì để một anh ăn côn tác dụng với CO để tạo thành ít Thì khi và chỉ khi khi và chỉ khi anh ăn côn đó là an côn bậc 1. Đúng không em? Đúng chưa ạ? Vậy tương đương với việc câu hỏi ở đây là C5H12O có bao nhiêu đồng phân ăn cốt bậc 1? Thì mình giải đồng phân ăn bậc 1 rất đơn giản đó. Nó còn là gì? C4H9CH2OH. Vậy chúng ta đưa bài toán trở thành một bài toán cực kỳ dễ dàng là C5H12O. Bài toán chúng ta sẽ hỏi là C5H12O có bao nhiêu đồng phân ăn cốt bậc 1? Và chúng ta đưa về C4H9CH2OH. Vậy là chúng ta nhẩm được luôn nhỉ 3, 4, 5 3, 4, 5 2, 4, 8 Đúng chưa? Và 4 chúng ta sẽ có mấy? 4 Được chưa? Vậy Câu chốt lại cái câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay Đó là có 4 đồng phần Ok em thấy xịn không ạ? Qua cái buổi học ngày hôm nay Thầy đã hướng dẫn Thầy đã chứng minh cho chúng ta Một cái phương pháp giải mọi loại đồng phân và cũng tiện thể ôn lại cho chúng ta về toàn bộ phần kiến thức lớp 11 về đồng phân được chưa đấy các bạn nhìn kỹ nha và thì rất mong muốn rằng là sau cái buổi ngày hôm nay thì tất cả các bạn đã theo dõi buổi này thì không còn sợ về đồng phân nữa và không còn kêu mất gốc nữa và buổi livestream tối thứ bảy tuần này vào lúc 21 giờ sẽ là buổi livestream đầu tiên thể dạy bài đầu tiên chương trình lớp 12 thì là rất là mong muốn các bạn và các em cùng theo dõi buổi livestream stream đó và cùng nắm được cái phương pháp viết đồng phân kinh điển ba bốn năm hai tám áp dụng cho este như thế nào ok ạ rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy à, hãy click nút chuông chia sẻ lại buổi học này click nút chuông để nhận được thông báo mỗi lúc thầy livestream và bắt đầu từ nay thầy sẽ livestream rất rất nhiều cho 2 k năm yeah. ok cảm ơn tất cả các bạn và các em chúc anh em ngủ ngon bye bye chào tạm biệt